À, xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Và hôm nay là tiết cô dạy sách những bài tập trong sách bài tập ha. Đây là cuốn sách bài tập của chúng ta và hôm nay chúng ta sẽ học bài giải bài đầu tiên ha. Bài đầu tiên của chúng ta là bài tập hợp quy các số hữu tỉ. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại một chút lý thuyết ha. Vậy thì tập hợp số hữu tỉ người ta ký hiệu là tập hợp quy ha, quy in hoa. Vậy thì nếu mà x là thuộc số hữu tỉ thì x sẽ biểu diễn được dưới dạng phân số là a phần b, đúng chưa? Thì x đúng chưa nào? Vậy là chúng ta nhớ nha, là những cái số nào có thể đem về dạng phân số thì đều là số hữu tỉ hết ha. Vậy thì để làm được, và trong bài này thì cô đã hướng dẫn các em là số hữu tỉ là số như thế nào, những số nào là số hữu tỉ và cách biểu diễn số hữu tỉ rồi đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những cái đó trong bài giải ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bài tập 1 ha. Bài tập 1 cho các em các ký hiệu đó là thuộc này, không thuộc và tập hợp con. Và yêu cầu các em là điền các ký hiệu đó vào những ô thích hợp ha. Vậy thì đầu tiên chúng ta có những cái ô sao? Là có -5. Như thế nào với tập hợp N? -5. Với tập hợp Z, -5. Với tập hợp Q, -3/7. Đây, vậy là -5 là số nguyên âm đúng không? Số nguyên âm thì không thể nào thuộc số tự nhiên được. Cho nên chúng ta sẽ điền ký hiệu là không thuộc, đúng chưa nào? Không thuộc nha, là nó không có thuộc tập hợp số tự nhiên. Rồi -5 là số nguyên âm, bởi vậy nó thuộc số nguyên ha. Vậy số -5 có thuộc số hữu tỉ hay không? Này, -5 chúng ta có thể viết dưới dạng là -5/1 hoặc là 5/-1 đúng không? Hoặc là -10/2 đúng chưa? Là chúng ta có thể biểu diễn được nó dưới dạng phân số là a trên b. Vậy thì -5 chính là một số hữu tỉ, vậy là nó thuộc ha. Tiếp theo, -3/7 có thuộc tập hợp Z không nhỉ? Z là số nguyên ha, tập hợp các số nguyên. Vì vậy đây là số hữu tỉ, không phải là số nguyên cho nên nó không thuộc ha. Tiếp theo là -3/7 có thuộc tập hợp quy không nhỉ? Đúng rồi, nó đang có dạng là a/b. Vậy là nó biểu diễn dưới dạng phân số được thì nó thuộc tập hợp quy ha. Vậy mối liên hệ giữa tập hợp N và tập hợp Q là gì? N là tập hợp số tự nhiên đúng không? Q là tập hợp các số hữu tỉ. Vậy thì số tự nhiên, tất cả các số tự nhiên chúng ta như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, chúng ta đều biểu diễn được dưới dạng phân số. Vì vậy cho nên tất cả những cái này, những phần tử này đều nằm trong tập hợp các số hữu tỉ. Vậy mình gọi tập hợp các số tự nhiên là tập hợp con của
tập hợp quy ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài 2. Bài 2 cho chúng ta đó là hai số là 3/4 và 5/3, và hãy biểu diễn các số hữu tỉ này trên trục số. Vậy thì bài này các em có thể chia ra hai cái trục số và biểu diễn, thì cô sẽ biểu diễn trên cùng một trục số luôn ha. Để biểu diễn được bài này thì mình sẽ vẽ cái trục số trước ha. Vì trục số của mình, vì cái số biểu diễn của mình là có một số âm, một số dương. Nên có vẻ dài một chút ha. Trục số thì không thể thiếu được. Đây là số 0. Được chưa? Một số của mình là -3/4 này. 3/4. Thì chúng ta sẽ đổi cái dấu trừ lên trên là thành -3/4 ha. Để cho dễ biểu diễn. Vậy thì chúng ta sẽ chia khoảng cách đây này. Đây là 1 ha. Đây là 1. Vậy thì kéo dài một chút đây ha. Như tỷ lệ hơi sai một chút rồi. Rồi ha. Vậy thì chúng ta sẽ có, đầu tiên là phải có trên trục số và có số 0 và các đơn vị của nó. Biểu diễn phố -3/4, vậy thì nó là số âm thì chúng ta sẽ vẽ phía bên trái của số 0 là phía bên này, đúng chưa nào? Vậy chúng ta sẽ chia cái đơn vị của nó ra thành 4 phần. Và chúng lấy là lấy 3 phần ha. Là 1 2 3. Vậy là được 1 2 3 4 phần. Vậy mình sẽ đếm 3 phần từ phía số 0 ra, 1, 2, 3. Vậy ở đây là số -3/4, tức là số 3/4 của chúng ta ha. Tiếp theo là 5/3. Vậy tức là đây là số dương, thì chúng ta sẽ chia cái số, cái đơn vị của mình phía bên này ra làm 3 phần bằng nhau. Dạ. Mỗi đơn vị chúng ta chia làm 3 phần bằng nhau. Vậy 5/3 tức là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là vị trí này đúng không? 5/3. Hoặc là chúng ta có thể đổi 5/3 ra bằng hỗn số 5 chia 3 được 1. Vậy là được 1 đúng không? Đúng chưa? Rồi 5 trừ đi 3 là 2. Vậy là 2/3. 1, 2/3. Vậy là nó sẽ là 1 đơn vị và 2/3 của đơn vị tiếp theo, là chúng ta sẽ được 5/3. Là hai cách đổi của chúng ta ha. Đó, sau khi như vậy là các em đã biểu diễn thành công số 3/4 và số 5/3 lên trên trục số ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài số 3. Bài số 3 cho chúng ta các số, các cái trục số và cho chúng ta 4 điểm A, B, C và D. Và người ta có chia sẵn cho chúng ta rồi. Vậy điểm A nào. Điểm A có tọa độ là bao nhiêu nhỉ? Đây, chúng ta sẽ xác định. Chắc cô sẽ biểu diễn này lên lại trên bảng ha. Để chúng ta xác định cho dễ.
Đúng chưa nè? Vậy thì chúng ta để ý rằng ở đây là vị trí số 0. Tới vị trí số 1 là mình có bao nhiêu khoảng cách nè? Là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là một đơn vị chúng ta chia làm 6 phần. Nha. A ở đây chính là trừ 1 luôn nha. Người ta viết A là trừ 1, vậy thì người ta đã xác định cho mình điểm A. A của mình là bằng trừ 1 ha. Vậy thì chúng ta sẽ để ý là từ số 0 đến số 1 là một đơn vị, thì người ta chia làm 6 phần bằng nhau. Vậy thì đến điểm C là mình được 1, 2, 3. 3 phần 6 đúng chưa nào? 3 phần 6 thì mình rút gọn được là thành 1 phần 2 đúng chưa? Vậy ở điểm C của mình là sẽ có tọa độ là 1 phần 2 đúng không nào? Vậy là điểm C chính là 1 phần 2. Tiếp theo là điểm D. Điểm D là ngoài 1 ra thì nó còn thêm 2 đơn vị. Vậy là mình được 1 cộng với 2 phần 6 đúng chưa? Tức là 1, 2 phần 6, 6 nhân 1 là 6, cộng 2 là 8 phần 6 ha. Vậy D sẽ của mình là 8 phần 6. Tiếp theo là điểm B. Điểm B của mình là cách số 0 là 1, 2, 2. Vậy là mình có 2 phần 6. Tuy nhiên, điểm B của mình lại nằm phía bên trái của số 0, cho nên nó sẽ mang dấu âm. Và mình sẽ rút gọn này cho 2. Là mình được trừ 1 phần 3. Vậy điểm B của mình sẽ là trừ 1 phần 3. Vậy mình đã xác định xong các vị trí của các điểm A, B, C, D ha. Tiếp theo là bài số 4. Thì bài số 4 cho các em các câu A, B, C, D và E. Và người ta hỏi rằng trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai. Mình tự đọc và xem là cái câu nào đúng và câu nào sai nha. Câu A người ta cho là số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương. Xin lỗi. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương, đúng không nào? Vậy thì câu này là đúng rồi ha. Câu A là đúng ha. Câu B. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. Số tự nhiên là những số này, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Những số này thì tất nhiên là sẽ lớn hơn số hữu tỉ âm. Câu B đúng ha. Tiếp theo là câu C. Câu C cho số 0 là số hữu tỉ dương. Thì các em còn nhớ không nhỉ? Không, cô đã từng chú ý cho các em ở trong cái bài giảng rồi. Không, không phải là số hữu tỉ dương, cũng không phải là số hữu tỉ âm ha. Vậy câu C là sai. Tiếp theo là câu D. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Vậy số nguyên âm này, tất cả các số nguyên chúng ta đều đem về dưới dạng là phân số được, và các số nguyên âm thì sẽ đem về dạng số hữu tỉ âm đúng chưa nào? Vậy thì câu D nó ghi là không phải cho nên nó sai ha. Câu E. Tập hợp quy gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm. Và
Ha. Nãy các em có nhớ là cái số 0 không? Số 0 không phải là số hữu tỉ dương, cũng không phải là số hữu tỉ âm, nhưng nó vẫn là số hữu tỉ. Vậy thì ở trong này nó thiếu mất trường hợp của số 0 nên nó bị sai ha. Nó không phải chỉ là số hữu tỉ dương, không chỉ gồm số hữu tỉ âm mà nó còn gồm cả số 0 nữa ha. Cho nên ở đây nó thiếu mất số 0 cho nên nó bị sai. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua bài số 5. Cô sẽ xóa bạn ha. Qua những bài này thì các em đã nhớ lại được cái khái niệm của số hữu tỉ chưa nhỉ? Số hữu tỉ là những số nào mà có thể đem về dạng phân số được ha. Nhớ là cái mẫu số của mình luôn luôn phải khác không ha. Rồi cách biểu diễn các số hữu tỉ sang lên trên trục số nè. Xác định các số hữu tỉ trên trục số nè. Và xem định nghĩa của nó là gì.